ở hai nước Tây Lương và Đại Chu lấy thành Mộ Vân làm ranh giới đối lập nhau như nước với lửa. Dân gian đồn rằng hoàng đế Đại Châu tuổi còn nhỏ, Tĩnh Bắc hầu Vệ Thương Chi độc chiếm đại quyền tàn bạo bất nhân Đại Chu loạn trong giặc ngoài nguy kịch. Trong ngày đại hỷ hắn không chút nương tay tự mình kết liễu mạng sống của tân nương, chỉ vì người đó không xứng có gương mặt của Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn. Hắn thậm chí còn tàn nhẫn đến nỗi không được để lại chút xương vụn nào, bắt hạ nhân xử lý sạch sẽ thi thể. Thế là bài vị của tân nương lại thêm một người. Hôm sau trên phố đâu đâu cũng là tin tức phu nhân đời thứ 6 của Tĩnh Bắc hầu lại đi đời. Ai cũng biết Tĩnh Bắc hầu một năm cưới hai lần nhưng không ai sống nổi. Hiện giờ hắn lại nhìn chúng tiểu thư Bạch gia mà Bạch đại nhân lại đối đầu với Vệ Thương Chi. Chuyển cảnh Bạch gia chủ mẫu Liễu Văn Ý xót thương con gái út Bạch Chỉ vừa khóc vừa đánh ông chồng Bạch Đỉnh. Ông cũng áy náy lắm, cảm thấy tại mình mà con gái mới phải gả cho tên sát thần kia. Nha hoàn thân cận của Liễu Văn Ý cũng đau lòng cho tiểu thư, để không bỏ lỡ giờ lành, Bạch Chỉ nhanh chóng cúi chào phụ mẫu rồi trèo lên lưng ca ca Bạch Hiên để lên kiệu hoa về nhà chồng. Nàng không quên dặn ca ca nếu mình đi đời nhớ mang theo gà nướng của Phồn Lâu tới. Trong khi phụ mẫu khóc thương nhìn nàng lên kiệu hoa về dinh thì bên cạnh có mấy người nói chuyện. Buổi thành hôn này là vì Bạch ngự sử dâng tấu chỉ trích Tĩnh Bắc hầu nên hắn muốn trả thù. Đêm tân hôn, tân nương biết mình tới số tranh thủ ăn để không trở thành ma đói, còn không quên bỏ thuốc độc vào rượu. Nàng thầm nghĩ nếu được chôn cùng Bạch gia cũng là phúc đức tích từ 8 đời nhà hắn. Vừa ăn được một ít thì Tĩnh Bắc hầu đi vào, Bạch Chỉ vội vàng quay trở lại giường ngồi, thoạt nhìn trông hắn thật sự rất đáng sợ như lời đồn. Nàng hoảng loạn cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, định đi lấy rượu hợp cẩn lại bị Vệ Thương Chi đẩy ngã xuống giường bắt phải uống ly rượu hắn đưa. Hẳn là do quá hồi hộp sợ hãi nên lúc nàng rút dao đâm đối phương đã quên rút vỏ bao. Ai nha nha, quá là mất mặt đi thôi, đã thế Thương Vệ Chi còn mặt không đổi sắc kéo nàng vào lòng cầm dao dạy cách giết người. Sáng hôm sau, Bạch Chỉ tỉnh dậy vội vàng sơ sơ người rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà không mất miếng thịt nào, còn sống là tốt rồi. Nghe thị nữ bên ngoài gọi ăn sáng, nàng nhanh chóng tìm tòi con dao găm và thuốc độc đổi từ một con gà nướng cơ mà tìm mãi không thấy đâu. À thì ra nó nằm ở trên bàn cơm trước mặt Tĩnh Bắc hầu rồi. Tiêu rồi, Bạch Chỉ nghĩ mâm thức ăn này chắc chắn có độc, đây chẳng khác nào hồng môn yến, đã thế hắn còn bắt nàng ngồi gần hơn. Thương Vệ Chi thấy phu nhân gọi mình bằng hầu ra liền bắt nàng đổi lại cách xưng hô, cho đến phu một tiếng phu quân Lý Nhí vang lên mới cho ngồi xuống. Nhìn con dao găm và gà nướng trước bàn, Bạch Chỉ nhịn không được nuốt nước miếng, vuốt vuốt cái cổ còn nguyên cái đầu. Nếu đã có độc vậy thì Bạch Chỉ nàng sẽ ra dáng một người vợ tốt, bóc cho phu quân một con tôm với mỹ danh bổ máu, thật ra là muốn độc chết đói phương. Vệ Thương Chi quan sát vợ mới cưới nãy giờ không khỏi nhếch miệng há mồm ăn con tôm được vợ đút. Vừa nhìn Vệ Thương Chi ăn, Bạch Chỉ vừa thầm nghĩ khi không thấy đối phương có biểu hiện gì của việc trúng độc, chẳng lẽ lý ấp lượng còn chưa đủ sao, thôi thì cứ tăng thêm vậy. Dị là nàng bóc cho ông chồng của mình cả một đĩa tôm, Tĩnh Bắc hầu đã ăn cả đĩa lau cả mồm rồi mà vẫn chẳng sao. Bây giờ Bạch Chỉ mới thấy có gì đó không đúng. Với liều lượng thuốc độc kia dù có là voi cũng ngỏm rồi chứ, tại sao người này lại vẫn bình yên vô sự? Trời má, trong đồ ăn thực sự không có độc ạ, đây là hắn đang trêu đùa nàng sao? Trên đường trở về nhà mẹ đẻ lại mặt, Bạch Chỉ ngồi im thin thít nhưng vẫn phun tào. Hừ hừ, ngươi muốn ta ra vẻ mặn nồng thì ta mặn nồng sao, thế thì mất mặt Bạch gia biết mấy. Cẩu nha nhân xấu xa, dị là Bạch Chỉ cầm chén trà lên mời hắn uống. Để chứng minh không có độc, nàng còn nhấp một ngụm, ai ngờ đúng lúc ấy xe ngựa rung lắc một cái làm Bạch Chỉ phun luôn ngụm trà đó lên người Vệ Thương Chi. Tại Bạch gia, hai vị phu huynh vừa khóc vừa thương cảm cho con gái còn chuẩn bị sẵn cả quan tài cơ. Chỉ có Bạch Hiên là hồn nhiên mua bánh bao ăn ngấu nghiến làm Bạch lão gia tức muốn chết. Ăn 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 chỉ biết ăn thôi, muội muội ngươi còn chưa rõ sống chết mà vẫn nuốt nổi bánh bao à? Nghĩ đến con gái, ông liền lôi kéo vợ muốn đi đón Bạch Chỉ về, trở lại xe ngựa. Bạch Chỉ chớp chớp mắt vô tội nói với Vệ Thương Chi rằng nàng thực sự không cố ý, hắn ta không nói gì chỉ phẩy phẩy tay cởi ra ngoại bào làm cô gắng hoảng sợ. Ba ngày ban mặt ngài muốn làm gì đừng có mà làm bừa. Vệ Thương Chi vẫn trầm mặc nghiêng đầu áp sát mặt Bạch Chỉ nhìn nàng hoảng loạn rồi mới cầm chén trà cảnh cáo. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không hắn lỡ không cẩn thận rung tay thì gương mặt của nàng e rằng sẽ bị hủy mất. Tại Bạch gia, nha hoàn Tố Thu vui mừng báo với các vị chủ tử rằng tiểu thư nhà mình sống sót trở về rồi. Khi xuống xe ngựa, Bạch Chỉ vô tình vấp chân làm nàng phải vươn tay bám vào chỗ nào đấy để đứng vững, mà cái chỗ đấy lại chính là lồng ngực Tĩnh Bắc hầu mới hay. Ở tổng nhà thì không sao chứ ở bên ngoài thì mất mặt lắm. Bạch lão ra đi tới cũng khó chịu cực kỳ, ông tức giận khôn xiết khi nhìn thấy con gái và phu quân thân mật đi vào. Cả quãng đường Vệ Thương Chi đều ôm dịt lấy Bạch Chỉ, ngay cả khi nhạc phu đại nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn hay mở miệng xỉa sói hắn. Bạch ngự sử gọi con gái đến từ đường bắt nàng quỳ gối nói lại những lời mình từng nói trước khi xuất giá, đó là Bạch Chỉ nàng và Vệ Thương Chi không đội trời chung. Ngày mai xuất giá nếu không phải hắn chết thì là nàng chết. Bạch ngự sử đã chuẩn bị cả quan tài rồi vậy mà hôm nay lại phải chứng kiến con gái mình thân mật với tên gian thần kia. Ông vừa cầm gậy ra pháp vừa đánh Bạch Chỉ của trách nàng, đúng lúc ấy Vệ Thương Chi xuất hiện ngăn cản bố vợ mà Bạch Chỉ thì đau lòng giải cứu ông bô khỏi bàn tay ma quỷ của chồng. Một người là cha, một người là phu quân, Bạch Chỉ đứng ở giữa thực sự rất khó xử. May mà Bạch Hiên và Liễu Văn Ý kịp thời xuất hiện hòa giải, chờ con trai kéo vợ chồng con gái đi rồi.
Liễu Văn Ý mới tức giận xách tai lão già mắng mỏ, bà mặc kệ mấy thứ nhảm nhí kia của ổng, chỉ muốn con gái được sống sót. Chuyện của mấy nam nhân các người kéo một nữ nhi vừa mới xuất giá vào làm gì, đây thấy chưa? Đường đường là Bạch Ngự Sử, một trung lương thần, dám vạch tội Tĩnh Bắc Hầu trên triều đường thì về nhà cũng chỉ là cá con mà thôi, rốt cuộc cả nhà cũng được ngồi vào bàn ăn. Bạch đại nhân nhìn con rể gắp thức ăn lia lại cho con gái mà ngứa mắt không thôi, làm Bạch Chỉ như ngồi đống lửa, như đứng đống than không dám động đũa. Ổng còn trẻ con đến cái mức thi với Vệ Thương Chi xem ai bóc tôm nhanh hơn, tất nhiên là Vệ Thương Chi bóc nhanh hơn rồi, ha ha. Đáng tiếc Bạch Chỉ không dám ăn, sợ ông bố lại mắng mình. Liễu Văn Ý không thể ngồi yên nhìn được nữa, liền lên tiếng kêu con rể mau ăn. Nào có ngờ Bạch Hiên với Bạch đại nhân cứ nhất định phải làm khó mới chịu. Bạch Chỉ thực sự không biết phải phản ứng sao, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, làm đồ ăn dính hết lên trên mặt. Vệ Thương Chi tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại săn sóc vươn tay lau cho nàng. Liễu Văn Ý càng nhìn càng vừa lòng với ông con rể này, còn chồng bà thì tức đến no không buồn ăn nữa. Lần này trở lại phủ hầu gia, nha hoàn Tố Thu tự nguyện đi cùng tiểu thư. Hôm sau Bạch Hiên đi tìm thằng nhỏ làm nghề paparazzi để nó làm báo đi phao tin rằng tiểu thư Bạch gia sống sót về lại mặt. Rốt cuộc là nhân tính văn vẹo hay đạo đức suy đồi? Người người nhà nhà ai ai cũng tranh nhau mua báo xem tin tức nóng hổi. Bọn họ không tin thời buổi này mà vẫn có người tin Tĩnh Bắc Hầu thật lòng yêu ai đó. Tại phủ hầu gia, Tố Thu cầm tờ báo đọc tin tức mà khó chịu vô cùng, cảm thấy Tĩnh Bắc Hầu thật không ra gì, dọa Bạch Chỉ giật cả mình. Đây là phủ Tĩnh Bắc Hầu đấy, không phải phủ Bạch gia đâu. Lỡ bị người ta nghe thấy là mất mạng như chơi. Nàng vẫn chưa muốn chết, còn muốn ăn gà nướng kẹo hồ lô, thịt viên chiên, bánh xốp, nước đậu, thịt kho tàu. Vệ Thương Chi đứng ngoài cửa nghe lén thấy vậy, liền lệnh thuộc hạ xuyên cốc phân phó xuống nhà bếp. Trước giờ ăn tối, Tố Thu vừa chải tóc cho tiểu thư vừa tán nhảm. Bảng tin nóng của Đại Chu đều bùng bổ hết rồi. 6 người vợ trước của hầu gia đang xuất khỏi server trái đất vô cùng thê thảm. Người đầu tiên bị treo trên tường thành phơi xác 3 ngày, người thứ hai thì bị vứt ở bãi tha ma. Thứ 3, 4, 5 đều bị ăn sống, còn người thứ 6 bị rạch nát mặt, còn bị băm nát da cho cún ăn. Càng nghe Bạch Chỉ càng kinh hãi, vì vậy mà khi ngồi trên bàn cơm toàn món ăn yêu thích, nàng cũng không dám động đũa, ngay cả khi Vệ Thương Chi đã đút tận miệng nàng cũng không dám há mồm. Đây là bữa ăn cuối cùng sao? Vệ Thương Chi mặt không biến sắc khẳng định đúng là có độc đấy. Bạch Chỉ mang tâm lý thà làm ngọc nát cũng không làm ngói lành, ngậm thịt viên trong miệng đút cho phu quân ăn cùng. Ăn cũng đã ăn mà chết thì cũng sẽ chết, có kéo theo hắn nàng cũng không thiệt thòi. Vệ Thương Chi trêu chọc cô vợ nhỏ nãy giờ vẫn chưa đã dùng đồ ăn chặn miệng nàng, ngại chưa đủ vui, hắn còn tiến lại gần cùng nàng chia nửa miếng. Bây giờ Bạch Chỉ mới nhận ra tên cún má này trêu mình cơ mà không thể không nói đồ ăn rất ngon. Thấy Vệ Thương Chi nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm, nghĩ đối phương muốn ăn thịt mình, Bạch Chỉ vội vàng lùi ra sau. Thịt người chua lắm, ăn không ngon đâu. Vệ Thương Chi đi tới ôm nàng vào lòng. Gì chứ, tiểu cô nương mềm mại như nàng thì phải ăn sống mới ngon, còn ăn theo nghĩa nào thì các bạn tự hiểu ha. Hắn tháo hết châm tóc bế phu nhân lên giường, vùi đầu vào hõm cổ nàng. Tố Thu đứng bên ngoài nãy giờ rất là lo lắng cho tiểu thư, sợ Bạch Chỉ thực sự bị Vệ Thương Chi ăn, liền chạy đi tìm nhị thiếu gia cầu cứu. Sáng hôm sau, Tố Thu vui vẻ báo tin cho tiểu thư, nghe nói có người đến truyền thánh chỉ, Tĩnh Bắc Hầu kia sắp gặp xui xẻo rồi. Bạch Chỉ liền xách váy chạy đi hóng drama. Cùng lúc đó, Vệ Thương Âm trầm cầm thánh chỉ vứt đi, còn người đến truyền thì bị xuyên cốc khống chế. Bạch Chỉ không thể tin được, nhanh chóng cầm nó lên. Đây là hành động đại bất kính đó. Vệ Thương Chi liền đi tới giật lấy thánh chỉ vứt xuống đất tiếp, vì hắn cho rằng nó bẩn rồi. Trở lại phòng, nàng yêu cầu nha hoàn đi thám thính xem người đưa thánh chỉ đang ở đâu. Trong phòng bếp, Vệ Thương Chi nhàn nhã ngồi nhai thịt, còn xuyên cốc thì cầm dao găm ép hỏi người truyền chỉ. Gã ta phỉ nhổ Tĩnh Bắc Hầu, ức hiếp thánh thượng nhỏ tuổi, kiếm soát triều đình, làm nhiều việc ác, giờ đến cả thánh chỉ cũng không dám nhận. Đây là tội nặng, phải tru di cửu tộc. Tố Thu sau khi nghe ngóng xong vội vàng chạy về báo tin cho tiểu thư rằng Tĩnh Bắc Hầu ăn thịt người, uống máu người. Vị đại nhân đến truyền chỉ e rằng không may rồi. Nghe nói người ở nhà bếp, nàng liền chạy đến đó lén lút đứng ngoài cửa xem. Nghe tiếng hét từ bên ngoài, nàng choáng váng sợ hãi bỏ chạy. Vệ Thương Chi mất kiên nhẫn sai xuyên cốc nhốt người vào đại lao, rồi cầm đĩa thịt về phòng mời cô vợ nhỏ ăn. Bạch Chỉ quấn mình trong chăn không dám ra, nói với hắn mình lạnh. Vệ Thương Chi im lặng nhìn mặt trời nắng chói chang ngoài kia, rồi vươn tay sờ trán cô vợ nhỏ. Không thấy sốt, nghĩ thôi thì nàng thích ở trong thì kệ đi, rồi đưa đĩa thịt đến, ai mà ngờ Bạch Chỉ lại sợ hãi đến nỗi hét toáng lên đuổi hắn mau đi, hết cách hắn chỉ đành ra ngoài vậy. Tố Thu lại chạy về báo đại nhân kia bị giam vào nhà lao, trên mặt thiếu hai miếng thịt, đôi chủ tớ não bổ không khỏi nhìn đĩa thịt gần đó. Chuyển cảnh, nhị công tử Bạch gia Bạch Thanh Lang đang ngựa không ngừng vó trở về kinh thành giải cứu tiểu muội bên trong đại lao. Bạch Chỉ cùng Tố Thu hạ thuốc, lính gác lén lút thả người truyền thánh chỉ ra, còn băng bó vết thương cho nữa, cùng gã chui qua lỗ chó rời hầu phủ. Ra đến bên ngoài tụ họp với đồng bọn rồi, gã mới lộ ra bản chất thật, cũng chẳng buồn che giấu nữa. Bấy giờ đôi chủ tới ngốc nghếch này mới nhận ra đối phương không phải người ở trong cung. Bọn chúng trói hai người lại, bắt Bạch Chỉ phải điểm vân tay lên tờ giấy gì đó. Chúng cho rằng Tĩnh Bắc Hầu cưỡng ép thu thuế giết người nhiều vô số, kiểm soát triều đình một tay che trời. Chúng còn muốn xem cổ phiếu chi chỉ có phải là chân ái không. Thấy tên áo đỏ rút dao găm ra, bấy giờ Tố Thu mới nhận ra gã không phải người nhị công tử phái đến.
Đúng lúc ấy Vệ Thương Chi xuất hiện, nhìn ông chồng của mình tới Bạch Chỉ Mừng muốn khóc, tên áo đỏ bị cho ra rìa rất không cam lòng. Ơ hay hai người có nhìn thấy con dao này không thế ở đấy mà ngược cẩu độc thân, chậc Vệ Thương Chi hắn đâu có mù. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại đâm đầu vào, tên áo đỏ đã ngứa mắt Tĩnh Bắc Hầu lâu lắm rồi. Gã ta dí con dao vào cổ Bạch Chỉ uy hiếp không cho Vệ Thương Chi đến gần, còn tuyên bố kẻ làm cướp như chúng cũng có đạo đức nghề nghiệp. Áo đỏ vừa mới hô lên muốn lấy mạng Vệ Thương Chi đã bị ảnh vung roi xoèn xoẹt trói cả đám lại thành cá muối. Tố Thu nhanh chóng cởi trói cho tiểu thư đỡ nàng đến xe ngựa trở về phủ. Vệ Thương Chi nghe thuộc hạ báo cáo không tin Bạch Thanh Lang có cái gan hùng mật gấu để mà truyền thánh chỉ giả. Trên đường trở về phủ, Bạch Chỉ nhịn không được vén rèm xem lại bị Xuyên Cốc nhắc nhở. Muốn ngắm hầu ra thì quay về từ từ ngắm là được, nơi này tối lắm chả nhìn được gì đâu. Tiểu Bạch Thỏ vội lên tiếng phủ nhận nàng không có nhìn hắn nhé. Những người đó chẳng qua chỉ muốn lấy mạng hầu ra thôi, hơn nữa đại nhân cũng không phải là muốn nhốt phu nhân, chỉ là mấy ngày nay bên ngoài không được thái bình lắm. Vệ Thương Chi vì muốn bắt họ đã hai ngày chưa ngủ rồi, giờ Bạch Chỉ mới nhớ ra Vệ Thương Chi lúc trước từng nói không được ra ngoài không phải là vì muốn nhốt mình. Nghĩ nghĩ một hồi, Bạch Chỉ lệnh Tố Thu đi tìm hiểu xem những người ngoài kia nói Tĩnh Bắc Hầu như thế nào. Bên trong hoàng cung, tiểu hoàng đế vừa ăn lẩu thịt dê thái dạm đút tận mồm vừa nói chuyện, cậu ta dự định bỏ qua chuyện truyền thánh chỉ giả. Dù sao thịt dê này hơi non, bây giờ ra tay thì hơi sớm, tại hầu phủ. Bạch Chỉ lén nghe được đám người hầu buôn chuyện, rõ ràng là lương thực cứu trợ thiên tai Hà Tây mà cứ phải nói là quà mừng thọ của mình. Xem ra Tĩnh Bắc Hầu không máu lạnh vô tình như lời đồn, hẳn là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Trở lại phòng, Bạch Hiên ngồi ngáp mãi mới chờ được tiểu muội về, ra là Vệ Thương Chi sợ vợ chán nên mới gọi anh vợ tới thăm nàng. Bạch Hiên thấy em gái nhà mình sống cũng không tệ đấy chứ, nhìn mấy cuốn sách kiểu tổng hợp tin xấu về Tĩnh Bắc Hầu trên bàn y chỉ cảm thấy vớ vẩn, thật sự dự định vứt hết đi. Phải biết những thứ trên đấy đều là có người cố tình bôi đen không đúng sự thật, nếu đã không đúng sự thật vậy Bạch Chỉ muốn thanh minh giúp ông chồng, chuyển cảnh. Biết mình làm sai, Bạch Chỉ chủ động rót trà cho phu quân, nàng không nên nghi ngờ hắn ăn thịt người cũng không nên thả người xấu đi. Bây giờ Vệ Thương Chi mới ngớ người ra, gì mà ăn thịt người chứ, hắn đâu có đâu tội thật sự, bảo sao hôm ấy nàng lại sợ hãi thế. Vệ Thương Chi thực sự bất lực với cô vợ tiểu Bạch Thỏ của mình, để đành ngồi trên giường kéo người vào lòng làm chuyện vợ chồng, ngoài miệng không quên cảnh cáo nàng. Hôm sau, Bạch Chỉ đi tìm nhân viên chuyên viết tin tức, bỏ ra rất nhiều tiền để cứu vớt danh tiếng của ông chồng. Đáng tiếc vấn đề không phải tiền nhiều hay ít là có thể giải quyết, tại vì họ có nhiều người quá, một mình gã mắng khung có lại hu hu. Lượng tiêu thụ của ảng tin nóng Đại Châu đã tăng gấp 3 lần rồi, chuyện Tĩnh Bắc Hầu xé thánh chỉ đã sớm truyền đi khắp nơi. Bạch Hiện chỉ đành tìm tới thằng nhóc nhà báo để nó ra tay. Trở về phủ, nghe Tố Thu báo nhị ca tới, nàng liền vui vẻ vội vã chạy đi đón. Bạch Thanh Lang đã quay về, có y ở đây ai cũng không được phép bắt nạt tiểu muội, chỉ là bây giờ nàng đã gả đi không thể tùy tiện quay về được nữa. Bạch Thanh Lang mặc kệ khuyên tiểu muội sớm ly hôn đi, Vệ Thương Chi không xứng với nàng. Bạch Chỉ cho rằng nhị ca đây là tin mấy lời đồn nhảm bên ngoài chứ thực ra hầu ra tốt lắm. Vệ Thương Chi đi tới không cho phép ông anh rể này đưa vợ mình đi, hai nam nhân nói chuyện không thông còn combat một trận. Một người cầm quạt, một người cầm cành hoa giao lưu võ thuật. Bạch Chỉ nhìn không nổi nữa, sốt ruột chen vào giữa cưỡng ép tách cả hai ra, lại bị bọn họ cầm tay kéo. Nàng sắp bị kéo đứt rồi, hu hu đã thế chân còn bị vấp ngã oạch một cái. May sao Bạch Hiên xuất hiện kịp thời lôi Bạch Thanh Lang đi, còn Vệ Thương Chi thì bế vợ nhỏ về. Bạch Chỉ được phu quân bôi thuốc lên chân cho, không quên cầu tình giúp nhị ca. Dù sao nhị ca cũng là vì nàng mà sốt ruột, thấy đối phương đáp ứng liền phát cho một cái thẻ người tốt. Cơ mà thấy hắn không thích liền đứng bật dậy định giải thích, lại bị vấp ngã đè Vệ Thương Chi dưới đất. Nhân cơ hội này ảnh liền vươn tay đè gáy cùng vợ nhỏ miệng lưỡi dây dưa. Bạch Chỉ tức giận mắng ông chồng là đồ không biết xấu hổ, hầy ra ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ lại trở mặt không nhận à. Được phu quân yêu thương một trận, Bạch Chỉ đỏ mặt tim đập thình thịch chui cả người vào chăn, nhất định không chịu ra ngoài. Vệ Thương Chi thấy vậy không nhịn được cười, chỉ đành cưng chiều mặc kệ nàng. Thấy Tĩnh Bắc Hầu đi rồi, Tố Thu mới buồn bực đi tới. Cô ấy lo nhị công tử sau khi trở về sẽ phải chịu phạt. Bạch Chỉ nghĩ nghĩ một lúc đề nghị Tố Thu thay mình về nhà cầu tình giúp nhị ca. Tối đó nha hoàn từ Bạch phủ trở lại kèm theo bức thư hẹn gặp ở Phồn Lâu, nghe kể chuyện của Bạch Thanh Lang, nghĩ phu quân mà biết sẽ không vui nên nàng không định đi. Cơ mà nghe Tố Thu nói con sâu thèm ăn lại bắt đầu trỗi dậy. Hôm sau Bạch Chỉ cùng nhị ca đến Phồn Lâu nghe kể chuyện về sự tích Diệp Gia Quân. Diệp gia trưởng tử Diệp Tiểu Lang Quân mới 15 tuổi đã một mình xông vào quân danh của địch, một kiếm chém gục cẩu tặc Tây Lương Phan Vân Kỳ. Nhìn tiểu muội ngây thơ không biết thế sự của mình, Bạch Thanh Lang trăm mối ngổn ngang, muội ấy không biết Diệp Gia Quân đối với những người như y không phải là câu chuyện xa xôi này. Hiện giờ quan hệ của Bạch Chỉ và Vệ Thương Chi thế này, nếu biết được chân tướng thì phẩu làm sao để đối mặt đây. Bên trong hoàng cung, Vệ Thương Chi vừa mới ngồi nói chuyện với tiểu hoàng đế chưa được bao nhiêu lâu thì Xuyên Cốc báo bé vợ đến Phồn Lâu cùng Bạch Thanh Lang. Dị là ảnh cáo từ chạy đi đón vợ về liền. Bên này, tiên sinh tiếp tục kể chuyện. Thành Mộ Vân nguy cấp, Diệp Gia Quân nghe tin ra trận, Diệp Tiểu Lang quy nờ thuận lợi giết chết mấy mươi địch, nhưng nào ngờ địch đông ta ít bị bắt sống mang đi.
cẩu tặc Tây Lương Mục Dã lại dùng mạng của Diệp Tiểu Lang Quân để uy hiếp Diệp tướng quân, Diệp Thương Vũ liền tự tay kéo cung bắn chết con trai mình. Diệp gia trung nghĩa vẹn toàn, ai nấy đều là anh hùng đội trời đạp đất. Bạch Chỉ không hiểu tại sao người tốt đều không thể sống lâu còn tai họa lại sống ngàn năm. Bạch Thanh Lang an ủi tiểu muội, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc. Y lấy ra một thứ từ trong ngực đưa cho Bạch Chỉ. Lang đồ đằng là quân kỳ của Diệp gia quân, ở mộ vân ai nấy cũng đều đeo nanh sói. Nó liền thành phần thưởng cao nhất, nanh sói này còn có chữ dạnh, bởi đó chính là di vật của Diệp phu nhân. Trong suy nghĩ của Bạch Thanh Lang, Vệ Miễn ích kỷ tư lợi ỷ vào tiên đế sủng tin mà tàn hại Trung Lương, con trai còn hơn cả cha, trực tiếp nuôi hoàng đế thành con rối. Đúng lúc ấy Vệ Thương Chi đi tới chế giễu Bạch Thanh Lang, tội nghiệp Bạch Chỉ, cứ khi nào hai người này xuất hiện cùng nhau là nàng lại phải chịu cảnh tranh giành. Đã ngồi xuống ghế rồi mà tay của họ vẫn không chịu tha mai, cho tới khi Xuyên Cốc phải vươn tay ngăn cản mới thôi, mà Vệ Thương Chi thì nhanh chóng kéo con vợ về. Trên đường đi không quên lạnh mặt giận dỗi, dù cho Bạch Chỉ có dỗ dành thế nào cũng vẫn cứ là không vui. Nàng đã dùng cả đồ ăn mình yêu thích nhất trên đời cho hắn rồi, thế mà Vệ Thương Chi vẫn giận. Đã vậy Bạch Chỉ dỗi ngược lại luôn. Tố Thu cầm tờ báo có tin tức mới nhất về vui mừng ra mặt. Với cái tình thế này chả mấy mà tiểu thư cùng cô ra hòa ly, bên trên báo viết rằng Chi Chỉ phu phụ bất hòa tình cảm. Bạch Hiên cũng tức giận lắm, tiếp tục bỏ tiền ra để thằng nhóc paparazzi sản xuất ra kỳ mới. Bạch Chỉ dầu dĩ không vui làm Tố Thu phải lựa lời an ủi. Mắt của quần chúng rất sáng, ai bảo cô ra ngoài không chờ tiểu thư, gọi hắn cũng không để ý. Quả nhiên nam nhân đều là cẩu, không có ai tốt lành hết. Bên ngoài, Vệ Thương Chi lệnh Xuyên Cốc đi điều tra Tố Thu, ngoài ra đi gọi Bạch Hiên đến. Ở trong thư phòng, hắn lệnh cho nữ ám vệ là Liên Tinh cải trang thành nha hoàn ở bên cạnh phu nhân chăm sóc cho Bạch Chỉ, thuận tiện ghi nhớ sở thích của nàng ấy. Bên này, Bạch Hiên vừa hoạt động răng lợi vừa ăn ủi tiểu muội để nàng bớt giận. Nam nhân mà đều thích thể diện cả, Bạch Chỉ để cỏ mọc xanh cả đầu người ta rồi còn không cho người ta giận hả? Nàng không phục đầu óc mấy người bị sao ấy. Nàng với ca ca ruột ra ngoài chơi sao có thể nói đầu xanh cỏ, trừ phi các huynh không phải ca ca ruột của nàng. Bạch Hiên nghe vậy chột dạ lắm, bèn lấp liếm. Đúng lúc ấy Liên Tinh đi tới, ánh mắt ghét bỏ mắng Bạch Hiên là đồ nhược trí làm ổng nổi cơn tam bành cơ mà có em gái ở đây, chỉ đành đứng dậy đi về. Liên Tinh đang mải ghi chép về món quà mà nhị công tử tặng cho Bạch Chỉ thì bị Bạch Hiên cướp mất sổ sách, lúc nào trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến múa đao múa thương vậy. Liên Tinh vung tay đánh Bạch Hiên nhưng anh đã dễ dàng né được và điều khiển cô như một cặp đôi đang múa ba lê, làm Liên Tinh ngại không nói lên lời. Anh lấy bút trên tay cô và ân cần sửa lại những gì Liên Tinh ghi trong sổ sách để cô cầm đi báo cáo Vệ Thương Chi. Tưởng rằng Liên Tinh sẽ cảm động trước hành động đó của Bạch Hiên nhưng cô đáp trả một cách lạnh lùng, đưa bút cho ta, hai tên cô gái là vô tình thì đúng hơn. Đem về báo cáo Vệ Thương Chi, thấy cô gái này có vẻ làm rất tốt, nhưng chắc nên nghỉ việc thì vẫn tốt hơn. Bạch Hiên thấy muội muội của mình chán nên mang vài quyển truyện đến cho cô đọc đỡ buồn. Anh khuyên cô Tết Nguyên Tiêu hãy tặng phu quân của mình một túi thơm với giá 99 đồng. Úi giời, ai mà muốn tặng túi thơm cho hắn chứ? Chuyển cảnh lúc này, Tố Thua mang đến cho Bạch Chỉ một túi bánh hoa tươi, đang định bóc ra ăn thì Vệ Thương Chi đến cũng mang bên mình vật phẩm như vậy. Thấy cô có thứ mình cần rồi, anh quay người ra về nhưng bị Bạch Chỉ chặn lại. Không một chút chần chừ, cô tung túi bánh cho Xuyên Cốc nhận lấy món quà của phu quân mình và ăn ngay. Bạch Chỉ nhận thấy bánh có vẻ khá ngọt nên đã đưa cho anh ăn thử. Tuy nhiên, điều bất ngờ là anh đã đáp lại bằng một nụ hôn ấm áp, một khoảnh khắc lãng mạn được tạo ra. Tố Thu thấy vậy lao vào ngăn nhưng bị Xuyên Cốc cản lại kịp thời và đưa ra ngoài. Cả hai lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Đều là làm nô tài mà Tố Thu không biết nhìn tình hình chút nào. Cô giật lấy chiếc bánh trên tay Xuyên Cốc và rời đi. Sáng hôm sau, Bạch Chỉ đang thêu lên bức tranh kỹ xảo của mình thì đâm vào tay. Tố Thu bảo cô thôi đi, chưa động vào chỉ bao giờ thì khâu với và làm gì. Liên Tinh nhắc nhở Tố Thu phải gọi Bạch Chỉ là phu nhân thì thái độ khuôn mặt cô nô tỳ tỏ ra khó chịu rõ ràng. Thấy Bạch Chỉ có vẻ sủng ái Liên Tinh hơn, cô cảm thấy khá ghen tị. Lúc sau cô cố tình rót nước không cẩn thận để xin lỗi và lấy lòng cô, nhưng nữ chính cũng không quan tâm lắm vì cô đang đọc đến phần đặc sắc của bộ truyện. Khi Tố Thu và Liên Tinh gặp nhau, cô làm động tác slow motion giả vờ ngã, bánh trên đĩa bay tứ tung. Tố Thu còn nói đừng đuổi cô đi vì từ nhỏ cô đã ở cạnh Bạch Chỉ rồi, không thể rời khỏi tiểu thư. Bạch Chỉ vội vã đi ra, ngỡ nữ nô tỳ dậy, cô thấy cánh tay của Tố Thu bị thương thì tưởng rằng chính Liên Tinh đã gây ra. Chưa kịp giải thích, với khả năng diễn trong diễn đỉnh như một sao hạng A Hollywood, cô đã thuyết phục được Liên Tinh phải nhận lỗi mà không hiểu điều gì xảy ra làm cô phải ra ngoài sân quỳ. Vệ Thương Chi đang đi đến phòng của Bạch Chỉ thì khá bất ngờ khi thấy Liên Tinh quỳ ngoài sân, anh hỏi cô thì mới biết được là do Tố Thu hại mình. Vệ Thương Chi tức đến mức cầm chặt chiếc hộp gỗ chảy cả máu tay. Được Bạch Chỉ ân cần chăm sóc vết thương, Vệ Thương Chi cảm thấy rất vui. Nhưng anh vẫn không quên mỉa mai Tố Thu vì những gì cô đã tạo ra cho Liên Tinh. Đang bị phạt hành lễ bên ngoài mà Bạch Hiên lại chọc ngoáy. Anh tới dìu cô dậy thì bị đánh phát vào ngực, thấy uy lực rất mạnh. Anh đoán đó là thuyết gia trưởng và phỏng đoán của anh hoàn toàn chính xác. Bạch Hiên nhờ cô dạy cho mình, vì vậy cả hai cùng đến một nơi vắng vẻ để luyện tập. Bạch Chỉ đang lo lắng nếu Tố Thu được gả vào Bạch gia mà bị cô ấy giày vò thì sẽ như thế nào đây. Cô hỏi Vệ Thương Chi nếu một người có lỗi sai thì có thể sửa được không.
Anh ân cần đáp lại nếu đúng người thì tất nhiên có thể, Bạch Chỉ tha lỗi cho Liên Tinh và mong sau này cô sẽ ở bên cạnh nàng hầu hạ. Ngoài ra nữ chính còn chuẩn bị cho Liên Tinh vài cuốn sách bắt cô phải học thuộc vì cứ giờ mùi mỗi ngày Bạch Chỉ sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Càng ngày cả hai có vẻ thân thiết với nhau hơn rất nhiều khiến cho Tố Thu có cảm giác bị cô lập. Cô chạy ra khỏi phòng dường như muốn lập nên kế hoạch nào đó, nhưng không biết rằng Xuyên Cốc đang theo dõi mọi hành động của mình. Tố Thu đến thông báo với nhị công tử rằng có vẻ như Bạch Chỉ đã thích Vệ Thương Chi rồi làm anh rất khó chịu và hội đèn nguyên tiêu ngày mai nhất định phải giúp anh gặp được Bạch Chỉ. Vừa hoàn thành xong túi thơm để tặng Vệ Thương Chi, Tố Thu thuyết phục ngày mai Bạch Chỉ về nhà để gặp nhị công tử nhưng nữ chính đã từ chối ngay vì nếu về đó phu quân sẽ gây sự. Thấy túi thơm mà Bạch Chỉ vừa đan xong cô ngỏ ý bảo nữ chính tặng cho nhị công tử nhưng được Bạch Chỉ đã lảng đi và khuyên lấy 4 bùa bình an mang về Bạch Phủ. Mọi nỗ lực bất thành cô đi ra ngoài thì gặp Vệ Thương Chi thì bị anh dọa tái hết mặt, nếu không trung thành ở đây thì sẽ bị anh đưa về Bạch Phủ. Vệ Thương Chi tiến vào áp sát Bạch Chỉ và lấy được túi thơm mà cô đan tặng. Trước món quà tình cảm như vậy anh đeo cho cô một cái châm cài tóc và đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy. Ngày mai là hội đèn nguyên tiêu nên anh mời cô cùng đi, sáng hôm sau cả hai gặp nhau. Vệ Thương Chi đang treo chiếu túi thơm bên sườn của mình thì bị cô bảo bỏ ra vì người ta nhìn vào sẽ chê cười cô. Toàn thành sẽ biết cô thêu dở, vậy nên cô chỉ cần hôn anh một cái anh sẽ tháo xuống, đạt được như ý nguyện Vệ Thương Chi tháo ra rồi lại thắt vào. Anh bảo Bạch Chỉ hôn anh cái nữa thì sẽ tháo hẳn, chàng trai này đúng là tranh thủ mà. Đêm nay anh chị nhà ta đi dạo chơi lễ hội cùng nhau, do cái tính ham ăn của Bạch Chỉ mà đã khiến nam chính lạc ở một nơi xa. Đang ăn ngon thì bỗng nhiên có thanh niên báo thủ đẩy xe ngựa nhanh qua khiến cho nữ chính ngã vào lòng nhị ca. Đúng lúc này Tĩnh Bắc Hầu xuất hiện nổi máu ghen solo vài chiêu cho hả giận, biết tên này có tình cảm với phu nhân của mình thì anh ra liền khẳng định chủ quyền bằng một cái ôm hôn thắm thiết. Cảm thấy vẫn chưa đủ Tĩnh Bắc Hầu còn khoe túi thơm mà Bạch Chỉ thêu cho mình nữa. Đúng lúc này cha mẹ chạy tới mắng cho nhị ca một trận rồi lôi hắn về. Trước bài vị tổ tông nhị ca phải ăn hàng chục phát gậy vì đã là ca ca ruột của Bạch Chỉ rồi mà còn yêu em nó. Chịu đánh đã đủ thì hắn cho rằng bản thân giao A Chỉ cho hai người chứ không phải để hai người đẩy muội ấy vào chốn nguy hiểm. Ở đây tên nhị ca này tiết lộ bản thân với Bạch Chỉ là không phải anh em ruột, triều đình còn chưa ổn định thù trong giặc ngoài lia lịa mà còn đòi yêu với cả hôn. Quá chán người cha liền rời đi, ngồi trước bài vị ngẫm nghĩ về những khung cảnh quá khứ. Phó tướng quân của Diệp tướng quân lết thân xác sắp ngỏm trở về mong Bạch Thanh Lang trả thù cho quân Diệp gia, thế nên cho dù thế nào đi chăng nữa thì hắn quyết trả món nợ máu này. Sang ngày hôm sau Bạch Chỉ đang đọc báo thì nghe thấy tiếng người dân đang đòi giết Tĩnh Bắc Hầu trả thù cho Diệp gia. Qua lời của nô tỳ nói bên ngoài đang đồn rằng quân Diệp gia hy sinh là vì lão Tĩnh Bắc Hầu giảm quân lương. Em nó mong phu nhân hòa ly với tên kia đi ngay còn kịp. Nếu không sẽ liên quan đến Bạch gia luôn, thấy nữ chính còn do dự nô tỳ này lôi ra tờ giấy mà nhị ca gửi cho nàng. Trong đó tên này tiết lộ cả hai không phải con ruột của Bạch gia, thật ra Bạch Chỉ chính là con gái của Diệp tướng quân, còn nhị ca là họ Lâm con của phó tướng quân Diệp gia. Năm xưa trận chiến ở Mộ Vân vốn có thể thắng nhưng vì quân bảo vệ hoàng đế cấu kết với nước địch giam giữ lương thực lên mới thua. Phụ quân của nhị ca đã liều mạng đưa hắn và Bạch Chỉ rời đi và bị truy sát trên đường mãi khiến cho phó tướng quân đang xuất. Bản thân thằng cu dẫn Bạch Chỉ chạy trốn đến Thừa Ân tự gặp Bạch phu quân đang cầu phúc, còn chuyện sau này thì nữ chính đã biết hết tất cả rồi lên tên đó không muốn nói gì thêm. Ở chỗ người kể chuyện thì anh ta kể rằng Diệp tướng quân vì không thể chờ được quân tiếp viện đến lên đành ra trận bảo vệ thành. Cứ như thế đến cơ thể của tướng quân bị đâm đến lỗi như một con nhím. Diệp phu nhân nhảy xuống từ trên trường thành tự hy sinh bản thân để giữ thành. Ngay giây phút tường thành sắp bị chạm tới thì quân tiếp viện mới chạy đến nhưng Diệp gia đã ngỏm gần hết. Bạch Chỉ đến gặp chửi nhau với phu quân vì những việc mà cha hắn đã làm. Em nó éo chịu bình tĩnh mà quyết viết giấy hòa ly nhưng tên này không chịu mà xé toạc thành những mảnh vụn. Ngồi thẫn thờ một góc em nó quyết sẽ báo thù cho cha mẹ và mọi người. Tối đó Vệ Thương Chi mang cháo đến cho em yêu. Nào ngờ nàng lại không quan tâm tiến tới ôm hắn rồi cầm dao đâm cho một nhát. Muốn tội tên này mình đồng ra sắt chẳng đau chút nào. Hắn liền quay ra khống chế Bạch Chỉ không cho em nó tự xít. Vệ Thương Chi quyết nếu em yêu không còn thì tên này sẽ để Bạch gia chôn cùng luôn. Quá sốc em nó liền nhớ về quá khứ đẹp đẽ mà hai người đã từng trải. Không chịu được nhiệt thì Bạch Chỉ liền ngất đi vội. Thấy thế thì Vệ Thương Chi liền bế nàng lên giường mà cho gọi đại phu đến. Qua kiểm tra thì đại phu cho rằng chỉ là sốt nhẹ uống thuốc tí là khỏi. Ôm em yêu trong cơ thể yếu ớt Vệ Thương Chi mong nàng không sao, bằng không thì hắn sẽ giết sạch người hầu gia và nô tỳ Tố Thu dám bếp xếp kia nữa. Sang ngày hôm sau Bạch Chỉ bàng hoàng tỉnh dậy, không thấy nô tỳ của mình thì nàng liền đòi trả người. Kệ đời tên Vệ Thương Chỉ ép nàng uống thuốc, thấy cô không chịu thì hắn lôi tính mạng nô tỳ ra dọa khiến Bạch Chỉ phải uống nó. Một lúc sau nữ chính đang định sử dụng thuốc độc để chơi lớn thì Vệ Thương Chi xuất hiện gạt phăng đi, hắn mong em nó cho bản thân 3 ngày. Nếu như qua số ngày đó mà em nó vẫn muốn giết thì bản thân sẽ tự ngỏm. Ở ngoài phủ lúc này thì người dân đã chạy đến đòi đập phá phủ Tĩnh Bắc Hầu thế mới hay. Còn bên trong thì vẫn cứ là chiêu, Vệ Thương Chi đã điều tra ra được kẻ đứng sau và một số tin tức gì đó, không nói nhiều hắn liền cho thuộc hạ đốt chúng đi.
Vệ Thương Chi cho rằng đúng sai hay công tội thì chỉ cần ngoảnh đầu cái là thành hư không. Không nói nhiều nữa, hắn liền xách đít để vào cung ngay còn kịp. Vệ Thương Chi ngồi đánh cờ với Hoàng thượng. Người muốn hắn nghĩ thật kỹ lại tất cả mọi chuyện, nhưng tên này cho rằng cờ đã đánh thì không hối hận. Đạo làm vua trong lòng phải có bách tính khống chế triều đình. Nói xong, Vệ Thương Chi liền cáo tử. Bên khác, Xuyên Cốc đang làm một việc gì đó mà hầu gia đã giao nhiệm vụ cho hắn. Sang ngày hôm sau thì thánh chỉ của Hoàng thượng đến. Trên chiếu viết rằng Vệ Miễn tham nhũng trái phép, ăn bớt quân lương khiến Diệp gia quân chết thảm. Vệ Thương Chi tàn bạo vô độ, không xứng với chức vị, quyết tước đi hầu tước, giam vào thiên lao chọn ngày chém. Còn nữ nhi Bạch Gia là con gái của Diệp tướng quân phong làm Vĩnh Lạc huyện chủ, ban phủ Tĩnh Hầu làm phủ huyệt chủ và cho phép hòa ly với Vệ Thương Chi. Con trai thứ hai của Bạch Gia thì cho phép hồi phục họ Lâm phong làm Định Viễn tướng quân. Cứ như thế mọi thứ diễn ra như đã định, phủ đã đổi tên, còn người thì bị đưa vào nhà lao. Ở đây tên Bạch Thanh Lang xuất hiện chơi đùa với nam chính, tên này cho người tra tấn Vệ Thương Chi ngay và luôn. Thấy không mạnh thì hắn quyết bản thân sẽ ra tay, vì lỗi đau mà Diệp gia đã gánh chịu thì còn gấp trăm ngàn lần. Ở trong nhà lao thì hắn biết rằng cha giao cả Đại Chu cho mình là lại là gài thằng con. Quá sầu mà hắn nhớ về quá khứ giữa mình và cha. Bên này Xuyên Cốc đang lết về với một cơ thể sám ngỏm, nhưng bản thân vẫn quyết sẽ mang mật báo của Tây Lương trở về giao cho phu nhân Bạch Chỉ. Bạch Chỉ buồn rầu ngồi cầm sách đọc mà còn cầm ngược phải để nô tỳ nhắc nhở. Bạch Thiên đi vào thấy hớn hở lắm, nhưng nói chuyện một hồi với nô tỳ thì cũng bị kéo ra ngoài để cho căn phòng được yên tĩnh. Thanh Lang lúc này vừa tới thì được nữ chính khen mặc bộ quần áo này trông vừa đẹp vừa ngầu. Cô mời cậu ăn nho thì phát hiện ra tay anh ta có dính chút huyết, liền nhận ra Thanh Lang vừa từ thiên lao về. Bạch Chỉ muốn đến đó để gặp nam chính tìm hiểu rõ chân tướng, nhưng nhị ca đã nói rằng hắn đã thừa nhận trên giấy trắng mực đen rồi. Và giờ nếu tính thời gian thì rượu độc đã được ban tới rồi. Nghe vậy nữ chính liền tức tốc chạy đi. Ra đến ngoài đang đau buồn thì thấy Xuyên Cốc lê lết thân thể bị thương về đây, vừa đưa cho Bạch Chỉ được tờ giấy gì đó thì cũng ngất đi. Cô vội sai người hầu gọi đại phu và đọc qua tờ giấy vừa nhận xong, nhờ Thanh Lang dẫn mình tới thiên lao. Bên này Vệ Thương Chi cũng đã được ban rượu độc, anh chẳng cần suy nghĩ thêm mà cầm lấy uống luôn. Nữ chính đến còn bị chặn lại, nhưng khi giơ lệnh bài ra thì mới được cho vào. Vừa chạy tới thì đã không kịp nữa rồi, vì anh đã uống rượu và đang thoi thóp. Cô nàng trách phu quân mình tại sao không bàn bạc gì với mình. Nếu Xuyên Cốc không đem tin về thì Bạch Chỉ cũng không biết gì về những vấn đề mà nam chính giấu cô bấy lâu nay. Anh chỉ biết xin lỗi và nói lần sau sẽ không như thế nữa. Nữ chính chỉ biết khóc, vì làm gì còn lần sau nữa đâu cơ chứ. Đại phu cũng đã được gọi đến để kiểm tra cho Vệ Thương Chi. Thánh chỉ cũng được ban đến nói rằng qua điều tra thấy sự việc Diệp gia quân tử có ẩn tình khác không liên quan đến Vệ Miện. Có nhiều điểm đáng nghi nên chờ sau khi điều tra rõ sẽ định đoạt lại. Người dân thì chưa biết gì nên vẫn đến cổng mà la hét om sòm muốn nam chính ngỏng. Vì muốn phu quân được nghỉ ngơi nên Bạch Chỉ đã cầm chổi ra đuổi và cùng bọn họ đối chất một hồi. Thanh Lang đứng một bên nhìn thấy thì tức giận mà đấm vào cửa. Mãi đến lúc Bạch Thiên trở về thì đám người kia mới rời đi, anh chàng cũng đã chạy vào an ủi muội muội của mình. Cậu tin rồi, sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày trước thiên hạ. Nô tỳ lúc này cũng chạy vào nói rằng nhị công tử biến mất đâu rồi, sợ Thanh Lang nghĩ quẩn nên người hầu đã cầu xin nữ chính cứu ngài ấy đi. Bên này nhị công tử cưỡi ngựa ra khỏi thành và đến một nơi dập đầu trước nơi chôn cất của phụ thân mình. Cậu nhớ lại lúc nhỏ trước khi cha mất dặn dò phải trừ khử Vệ Miện báo thù cho Diệp gia quân. Thanh Lang buồn bã nói rằng lỗi lầm năm đó của cha suýt chút nữa đã khiến cậu hại nhầm người. Quay trở lại khung cảnh năm xưa khi tướng quân tìm thấy vợ của mình bên bờ sông. Khi đó bà đang mang bầu và đã uống nhầm thuốc độc khiến ông rất tức giận. Tên hầu gia nói rằng đã cho người đi tìm thuốc giải rồi nên cứ yên tâm. Chẳng chút nghi ngờ gì nên ông đã dẫn phu nhân của mình đi. Mà tên kia cũng lột mặt nạ ra và hắn chính là Mục Dã tướng quân Tây Lương. Thanh Lang lúc này cũng lấy kiếm ra tính rời khỏi trần thế. May sao Bạch Thiên xuất hiện kịp thời ngăn cản, anh chàng cũng đưa thánh chỉ cho đệ đệ và nói rằng Tây Lương đã đánh đến cửa nhà chúng ta rồi. Đừng có bảo tướng quân bỏ gánh không làm nữa đấy. Bên này Bạch Chỉ lo lắng mời đại phu tới tiếp tục khám chữa cho phu quân. Thế nhưng ông ta vừa đến đã kêu hết đường cứu rồi, vừa rời đi thì cô lại muốn gọi người khác thì lão lại quay lại nói vẫn nên cứu vớt chút đỉnh đi. Quay đi quay lại mấy lượt chỉ biết thở dài và nói rằng thôi nên chuẩn bị hậu sự thì hơn. Nghe vậy nữ chính chỉ biết khóc mà không biết ông chồng của mình đang mở mắt tí hí nhìn mình. Cô nàng lúc này đã hối hận rồi và cầu xin Vệ Thương Chi mau tỉnh lại. Nếu mà chàng không tỉnh thì ta sẽ đem đùi gà nướng, viên thịt chiên và lõi của dưa hấu cho người khác ăn hết đó. Nghe vậy ông thần này vội vàng mở mắt nói nàng dám sao. Thấy phu quân mình tỉnh lại thì cô nàng đã không khóc nữa và cũng được anh chàng an ủi nên đã yên tâm phần nào. Hóa ra chén rượu mà cậu uống lúc trước đã được hoán đổi. Sau ngày hôm đó ngoài thời gian chăm sóc nam chính thì Bạch Chỉ còn kiêm thêm cả việc vẽ phác họa lại gì đó cùng với nô tỳ. Vệ Thương Chi tuy là có ốm thật nhưng vẫn không quên bày trò hôn trộm vợ mình. Lúc được dìu đi tắm thì cô cũng không cho cậu xem những tờ giấy mà người dân đã viết sỉ nhục phu quân mình. Nữ chính theo chồng vào tận phòng tắm xong lại ngại ngùng chạy ra ngoài. Thế quái nào lúc sau lại mò vào muốn kỳ lưng cho chồng yêu, còn nói gì mà ta không thèm nhìn đâu. Thấy những vết thương trên người của chàng khiến nàng rất xót. Cô còn hỏi tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy thì nam chính liền đáp quả nhiên phu nhân chẳng còn nhớ gì hết.
Hóa ra lúc 7 tuổi khi mà cậu trốn đi chơi về thì bị một nữ nhân tình ám sát. May mà lúc đó Bạch chỉ nghịch ngợm hay trèo mái nhà nên phát hiện la lớn. Người hầu đã tới kịp thời để cứu thiếu gia của mình. Tuy là vậy nhưng nàng có chút ghen mà hỏi chàng đối xử tốt với 6 thê tử trước như vậy sao. Thấy nam chính chưa kịp trả lời thì cô cho rằng chàng đã do dự và là Sở Khanh nên đã rời đi. Về tới phòng còn không hết dỗi mà lấy gối ra đánh nữ chứ. Thế rồi nữ nhân bên cạnh Vệ Thương Chi cũng đã tới nói rằng hầu gia bảo ta tới đây để thăm người. Cô ấy cũng nói cho nữ chính biết một bí mật, mình chính là phu nhân thứ ba của nam chính. Nghe thấy thế thì Bạch chỉ khá bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe bà cô này kể chuyện. Hóa ra cô nàng là một sát thủ nhưng cũng có nguyên tắc của mình, chỉ trừ khử kẻ ác chứ không làm hại người vô tội. Trước đó thì bà cô này đã nhận được mệnh lệnh trừ khử gian thần của Đại Chu là Vệ Thương Chi, nhưng khi anh chàng tìm đến và biết được cậu không phải là kẻ ác nên đã không trừ khử. Chẳng những nam chính không phải kẻ ác mà còn rất quan tâm Giang Sơn xã tắc Đại Châu. Vệ Thương Chi đã gánh tất cả tiếng ác từ khoảnh khắc Tiên Đế băng hà. Hiện giờ bệ hạ đã 16 tuổi rồi nên nam chính biết thời cơ đã đến nên dùng tính mạng của bản thân lót đường cho bệ hạ. Tất cả những gì anh làm cũng là đều vì nữ chính mà thôi. Nếu để cô biết mọi thứ đều do Lâm Duy Tân làm thì thêm một cú sốc nữ Bạch chỉ sẽ không chịu nổi. Nghe được những lời như vậy thì nữ chính đã chạy ra gặp anh chồng của mình. Sau khi nghe Vệ Thương Chi giải thích thì nàng đã tặng chàng một nụ hôn. Thế rồi cả hai bắt đầu phát cẩu lương cho khán giả xem rồi cùng nhau vào phòng để ân ái. Sau một đêm mặn nồng thì nam chính thấy mình đã có sức sống hơn và nói với vợ rằng thấy tên mục dã sống quá lâu rồi nhỉ, cần phải đi xử đẹp thôi. Và thế là anh chàng đã mặc chiến giáp để ra trận mà không màng tới những vết thương lúc trước. Rất nhanh thông tin hầu gia đã giành chiến thắng được in trên báo giao khắp nơi, hoàng thượng cũng đã đọc được và cảm thấy rất vui. Bạch chỉ cũng đi xem tường thuật trực tiếp lại cảnh phu quân mình giành chiến thắng mà cười toe toét. Bên này nam chính cùng với thanh lang đã mang thủ cấp của tên mục dã tới trước mộ phần của Diệp gia quân, chàng trở về thì được phu nhân ra chào đón mà ôm lấy. Nữ sát thủ kia thì cũng đã được Bạch Thiên chạy tới ôm và thổ lộ tình cảm với nàng, thánh chỉ cũng được ban xuống phong đại công tử Bạch gia làm Định An hầu. Tướng quân Thanh Lang có công chống địch ra phong Mộ Vân thành chủ ba họ Diệp. Vệ Thương Chi thì dẫn binh xuất chinh đánh bại Tây Lương được khôi phục nguyên chức và ba hôm với Vĩnh Lạc huyện chủ, nữ chính cũng đã lên kiệu để tới thành thân với nam chính. Cả hai cùng nhau thực hiện các nghi lễ trước sự chứng kiến của mọi người. Cuối cùng thì hai người cũng đã đến được bên nhau trong sự vui vẻ mà không còn cản trở gì nữa. Bạch Thiên cũng đã được ở bên cạnh nữ sát thủ kia mà vui sướng không thôi. Bên này Thanh Lang cùng nô tỳ tới mộ phần của cha thắp hương uống rượu. Cậu nói với phụ thân đã đánh bại được Tây Lương trả thù cho ông, họ cũng đã lấy đầu của mục dã để làm hòa đổi lấy Thái Bình 50 năm. Hiện giờ quốc thái dân an, bách tính an lạc, người có thể yên nghỉ rồi. Cuối cùng thì nữ chính cũng đã sinh được một cặp long phụ, bà đỡ thì hớn hở khoe nhưng nam chính thì chỉ quan tâm vợ mình có sao không. Vừa vào thì Bạch chỉ đã yêu cầu những thứ mà chàng cấm nàng ăn khi mang thai đều phải mang hết lên để giờ thưởng thức và Vệ Thương Chi đã đồng ý. Vậy là bộ phim Phu Quân Nguy Hiểm của ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.